một là tôi đang uống nỉ rồi đi về không uống. Rồi hai, hai là uống. Uống là không phải là con đỉ. Uống hết không phải là con đỉ. Con phò. Bây giờ phải đi xả nước một cái. Uống đi xả. Uống vô. Má ơi má, hôm nay sinh nhật của má đó má. Hôm nay sinh nhật của má đó. Bây giờ lắng nghe con đỉ này nha. Con đỉ này uống trước xong rồi con đỉ này có ý kiến nha. Rồi rồi, ổn đây. Uống đi uống ghê cho mà. Ê chịu nha, đỉ chịu nha. Bút cái bỏ vô. Đưa cái bỏ xác vô nè. Rồi. Ok. Đấy, con đỉ có quyền phát biểu. Có quyền không em? Trước khi con đỉ này về. Con đỉ nè, mời ba con đỉ lúc nãy uống lại một lần nữa. Rồi mình chia tay. Chơi thì chơi.